Thực hư thông tin người đàn ông ở Thanh Hóa trúng Vietlott 19 tỷ đồng. Sáng 28 tháng 4, tin từ Ủy ban nhân dân xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn có xôn xao vụ việc một người đàn ông bị tung tin đồn trúng vé số Vietlott hàng chục tỷ đồng, khiến cuộc sống của gia đình bị đảo lộn và phiền hà. Theo đó, khoảng một tuần vừa qua, ông DVB sinh năm 1966, ngụ xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, bất ngờ bị tung tin đồn trúng Vietlott 19 tỷ đồng. Sự việc bắt đầu xuất phát từ việc người con trai ông B về nhà vay tiền kinh doanh trong miền Nam không được. Sau đó, người con có nói đùa gia đình trúng Vietlott. Nhiều người nghe tin đã tìm tới xin tiền khiến gia đình ông B gặp nhiều phiền toái. Ông DVB cho biết từ ngày bị tung tin đồn trúng vé số Vietlott, cuộc sống của gia đình ông bị gặp rất nhiều điều phiền, cứ ra đường là có người đến xin tiền. Thông tin lan truyền từ việc một người đàn ông cùng xã ngồi uống rượu với người nhà của tôi. Sau đó, người nhà có nói đùa rằng tôi trúng Vietlott với số tiền 19 tỷ đồng. Sau cuộc rượu đó, mọi người truyền tai nhau là tôi trúng vé số. Cũng theo ông B, bản thân ông không hề trúng Vietlott, nhưng từ khi có tin đồn có rất nhiều người tìm tới nhà để xin tiền, đặc biệt là những người ăn xin. Theo lãnh đạo xã Cầu Lộc, để đảm bảo an ninh trật tự, công an xã đã phải vào cuộc. Sau nhiều ngày, tin đồn dần được sáng tỏ nên lượng người tới xin tiền ông B đã thưa dần.